Anh ơi, cứ đi từ từ bình tĩnh thôi nhá, cứ đều tay ga thôi, chứ anh đừng có đánh lái gấp quá này, em còn cổ xuống đây đấy. Vâng, một cái anh áo màu sặc sỡ ngồi đây không biết để làm gì đấy. Yeah, các bác có đoán được anh áo màu sặc sỡ này làm gì không? Đây, để tôi cho các bác xem là cái công dụng của anh này nhá, thoải mái chưa, chưa đụng đâu. Các bạn có thể nhìn thấy đây, có đây là có cái cần gạt này đấy. Anh này anh dùng tay anh đẩy sang trái rồi đẩy sang phải này để lái cái bánh xe. Đấy, công dụng của anh ấy. Ôi giời, gì đây? Ôi giời, anh dai đầu cua này. Anh làm nào này? Anh khịa khịa em à hay nào này? Cái thằng này đi bố láo bố lếu thế nhỉ? Ôi thôi thôi thôi, phải chết rồi, anh đầu cua anh. Ôi anh chỉ gì? Thôi anh dừng lại rồi. Ôi trời, hỏng rồi, hỏng rồi. Ôi anh gạt chân trống rồi. Cho bác nhấn like để cứu lấy cái tính mạng của em nhá. À không anh, em ấy mà, anh cứ đi đi, không không có gì đâu. Em xin lỗi anh mà, anh cứ đi. Anh có hai đồng chí đến rồi. Ơi, cái chú đi đứng nào đấy? Đi đứng thì chặn chiếc xe anh như thế nào này? Giải quyết luôn. Mày tê ra có hai đồng chí. Nào đi chú về, chú thế nào đây? Anh dài này giả mặt kinh thế. Vâng, một tình huống mà đúng giờ đúng thời điểm. Tuyệt vời. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với series những tài lai ngáo nhất hành tinh với phần bình luận của UTC. Các bạn hãy like và đăng ký kênh và nhấn nút hình quả chuông này này để theo dõi những cái video mới nhất và hay ho nhá. Ui giời, kêu thằng cô xe tải đi đứng nào này. Sao này đi thế nhở? Các bác có thể nhìn thấy này, đây này, cái nét này là cái vạch một miền một đứt này này. Thì là ở bên kia thì có thể chèn sang được, nhưng mà đi theo cái chiều xe có cam này là không được đè cái vạch này đâu các bác nhá. Thế mà cái ông xe tải này, vâng, ông 49C này, ông mà đi kiểu này thì đúng là 49 chưa qua thì 53 nó tới nhanh thôi. Tuyệt vời, lần sau đừng có đi như thế nhá. Rồi, chúng ta cùng đến với một tình huống. Ôi trời, cái bác người giàu này, này luôn có lối đi riêng à. Không được dẫm lên cỏ anh ơi. Đây anh đang biểu diễn xiếc à, làm việc ở rạp xiếc Trung ương à. Vâng, người giàu thì luôn có lối đi riêng. À mà cái thằng này, thằng cu này tôi quen này. Thằng cu này là thằng vội con nhà ông Vàng, hàng xóm nhà tôi. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Não đầu quá. Ui gì này? Bây giờ xe ba gác này như nào này? Anh ấy mang hai cái khẩu gì mà to thế này? Vâng, nói chung là các bác cứ cơm áo gạo tiền này. Nhưng mà thế này thì đến lúc xảy ra chuyện thì không biết là thông cảm kiểu như nào đây. Lúc đấy này đổi cho cơm áo gạo tiền thì chịu rồi. Thế nhưng mà chở cái này bác phải bịt cái đầu vào chứ, nên đây còn không bịt luôn. Thế này mà quẹt một phát thì chịu rồi. Tức đầu. Rồi, một tình huống chuẩn bị vào cái chỗ. Úi giời, cẩn thận kìa. Ui giời. Vâng, chuẩn bị vào cái trạm soát vé mà ông oánh lái thế này thì ông xe khách này. Chịu rồi, vui cùng chuyến đi ạ. Nhưng mà em không có vui. Bác xe khách này đi bố đài quá. Chuyển lan ông xin nhan phát thì ông chuyển luôn thì chịu rồi. Rực đỏ, quá là rực đỏ. Rồi, tình huống tiếp theo đi, mấy bác xe khách rút kinh nghiệm đi nhá, đừng có đi đứng như thế. Rồi, một tình huống ở trong đô thị. Úi giời. Úi giời. Úi giời, vâng. Bác Fortuner N60A này. Bác đảo cánh kinh quá, làm cho cái bác xe đạp kia bác cũng phải thốt lên. Vâng, xuất hiện như một vị thần. Nó oánh lái vào, nó phanh gấp rồi, xong tạt, té tạt ngựa, vâng. Vâng, khiến cái bác xe đi xe đạp để hết ra bức xúc. Em cùng cái bức xúc như bác đấy. Tuyệt vời. Bây giờ gì đấy? Vâng, một ông đi xe treo đây. Chịu rồi. Một ông bác đây là xe một chiều mà ông đi ngược chiều. Và như theo phản ánh của người dân là ông ấy còn ngân cổ lên, ông cãi, ông bảo là ông bật xin nhan rồi. Ông bật xin nhan thì kệ ông xin nhan thì chịu rồi. Vâng, cái thành phần như này thì chúng ta phải tiễn lên đường gấp thôi, chứ thế này không được rồi. Đi thế này ảnh hại mình hại người. Tuyệt vời. Vâng, ông vẫn cố gần cổ lên ông cãi này. Tao bật xi nhan rồi, thế thì ông bật xi nhan thì kệ ông nhi, chịu chết luôn. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Gặp một cái thành phần này rất đau lắm. Né thôi. Rồi, chúng ta cùng tiếp đến một cái cung đường, đi qua một cái khu chợ.
Sau đấy là chúng ta gặp một chiếc xe tải đây, các bác có thể nhìn chiếc xe tải đậu bên đường làm cho cái lối chiều ngược lại rất là vướng. Ui trời ơi, ôi cái bác 83 này đi đứng nào thế? Cái bác họ lại một tí không được à? Thôi lái sang bên này thôi chứ biết làm sao giờ. Này cứ đưa nhau vào thế khó thế này thì chết không nhỉ? Tuyệt vời. Đâu để xem lại cái tình huống phân tích lại xem nào. Vâng, đi đến một cái khoảng cách như thế này là hai bác có thể nhìn thấy em rồi. Em nhìn thấy bác rồi, thế bác tấp vào đây cái này, em đi thẳng qua cái là rồi bác đi qua thấy có phải ngon ăn không? Thế nào mà các bác cứ phải dúi lên rồi đưa nhau vào cái thế khó thế, may bên phải này nó còn rộng rãi chứ. Thế mà chỗ này không có chỗ mà em nách sang đây thì chẳng nhẽ bây giờ lùi à? Rách việc thì. Vâng, các bác sẽ còn đi ngáo thế này. Màu trắng này, trắng tinh khôi này mà đi đứng này, xấu thế này. Thôi nhưng mà gặp những cái thành phật này thì tôi né được thì né rồi. Chịu chết. Rồi tình huống tiếp theo. Ngoái xa. Vâng, hình như anh vừa nãy sao. Ui trời ơi, vâng, đây là trên cầu này, vạch đứt này. À okay. Quên mất tại vạch đứt, vạch liền. Ui trời ơi, vâng. Anh lượn anh đẻ vạch cứ như là trong phim ấy. Xem lại mà được vâng. Anh úi dồi. Các bạn có thể đấy, ông ấy bơm cả nitro đấy. Khói đen này nghi ngút. Vâng, ông phóng mà. Ông phóng qua cầu với một cái tốc độ gọi là tốc độ ban thờ lên. Úi dồi vâng. Lượn khéo thế chứ. Anh đi tranh giải bát hương vang hay sao vậy? Anh người giàu thì cứ vội vã thế nhỉ. Người giàu người ta bình tĩnh như này bác vội vã thế. Thôi cái gì này? Vâng, này một tình huống về anh lái taxi điện. Tôi nói thật với các bác chứ, dạo này tôi thấy mấy cái anh lái taxi điện này cứ ngao ngáo thế nào ấy chứ. Nói chung là nhiều những cái pha mà tôi chưa thể hình dung được. Đây, một tình huống bác Tài đã xuống nói rồi. Này đi đứng thế này đón khách mà lại còn đỗ ngược chiều thế này là không được đâu. Nhưng mà thôi, cái anh ấy anh xuống xe rồi, thôi hỏng rồi. Này giống như bác vừa nãy rồi, thôi các bác like bấm nút chia sẻ nhé để cứu lấy cái tính mạng của em chứ, tính mạng của em. Vâng, đã sai rồi mà anh còn ngân cổ lên anh cãi anh nói cho. Vâng, này ra em không dám góp ý với ai nữa rồi. Tuyệt vời. Gặp những tình huống não đầu thôi, nhường đường cho người ta đi bác ạ. Não đầu lắm. Rồi chúng ta cùng đến với một cung đường. Theo phản ánh của bà con và anh em trong cộng đồng người thì xe hình như đây là Phú Xuân gì đấy. Đặc sản của Phú Xuân. Chúng ta có thể thấy là cái chiều ngược lại rất là đông xe, nhưng mà mọi người vẫn đang cố để mà cho phương tiện của mình dạt sang bên này, khiến cho những người đi chiều ngược lại, ví dụ như cái anh xe có cam này là rất là bức xúc này. Thông cảm thì bảo là không thông cảm, thế nhưng mà đi như thế này thì đến lúc thế nào thì nó ách tắc hết ra. Vâng, bao nhiêu xe chiếc đè vạch để lấn các thể loại lên. Tình huống này thì sai thì là sai rồi, thế nhưng mà các bác có thông cảm hay không, các bác vào bình luận xem là có thông cảm được không nè. Chứ em thì ví dụ như em chả vội thì em thông cảm được, nhưng mà nhiều hôm vội đi đấy, đến cái đoạn này nó tắc hết nè, tre tung tre hết rồi này. Nói thế này lại ngồi nhìn nhau rồi. Về mượn vợ là cào cấu cho. Vâng, rồi chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo. Tình huống gì đây? Một tình huống đi trên đường đồi núi. Ôi giời, cái bác Tiến Oanh này, xe khách Tiến Oanh à? Ôi giời, bác đi đứng kiểu này chết người không như thế này. Đi kiểu gì mà ông lấn làn sang bên kia, cái đoạn đấy có được lấn đâu, mang vạch liền mà có được lấn đâu. Dài giữ cái đầu. Bác đi để tôi đoán là bác đi kiểu này để cho nó nhanh, để thừa ít dầu ra để bán đấy mà. Có dầu thừa bán thì lương này được tăng một tí. Tức đầu đây, các bác có thể thấy xuất hiện như một vị thần. Và đúng cái đoạn đến cái đoạn vạch đứt.
đoạn vạch, à đúng cái đoạn vạch liền chứ, mình cứ nhầm vạch đứt mới vạch liền. Cái đoạn vạch liền, cái đoạn đấy là cái khúc cua là không được vượt là đúng rồi. Thế mà ông đi ông không biết là, mà tôi thấy nhiều xe khách đi thế lắm nhá. Không hiểu là các bác lại bắt ngồi xổm trên luật giao thông đường bộ hay sao, chứ bác hình như là một cái hệ quy chiếu khác rồi sao chứ bác mới đi này chứ. Tuyệt vời. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo đi. Vâng, một chiếc xe con. Ôi giời. Vâng, không có dấu hiệu gì gọi là giảm tốc độ cả. Vâng, cái anh xe màu đen này, như này chịu rồi, đi đứng này thì nhanh được lên nóc tủ ngồi nắm. Úi giời, vâng, sau một pha không giảm tốc độ thì có vẻ như là đã hăng máu lên rồi. Cho nên là anh ấy đang cả khịa này, cái bác xe có cam này, vâng, bác 30G này đi chất quá đây này. Vâng, rất không, đây là ghét cái thái độ rồi. Vâng, tuyệt vời. Úi xa, úi giời. Thế là va chạm rồi, cái ông xe đen này. Một cái tình huống mà, một cái hành vi mà không thể nào mà chấp nhận được. Ông đã đi sai rồi, ông đến cái ngã rẽ ông không thèm giảm tốc rồi. Ông này từ đường nhánh ông đi sang, ông không nhường đường cho người đi thẳng. Xong bây giờ ông lại ra cái trò gọi là lượn lách lách cà khịa này, thế chịu rồi. Trong cộng đồng ừ thì xe bọn em đi đứng nhẹ nhàng duyên dáng dịu dàng, có ai như bác xe đen này đâu. Mazda mấy thì này, what? Này còn phanh gấp thế thì chịu rồi. Vâng, và kết quả là cái bác xe này hình như là cũng là Mazda đỏ hay sao ấy, bác ấy đã bị móc cái đầu rồi. Chịu buồn với bác. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống. Đây là một tình huống mà bác xe con này đang đậu ở cái làn ngược chiều. Tuy nhiên là đây là một tình huống mà hết sức là tranh cãi. Thì các bác có thể vào bình luận cho em xem là như thế nào nhé. Bởi vì là có ý kiến cho rằng cái bác Mitsubishi màu trắng này đậu đây là sai. Nhưng mà cũng có luồng ý kiến là cái bác Mitsubishi này đi từ trong này ra, bác đang chờ nhập làn. Chờ thì phải cũng phải đợi các xe kia tạo điều kiện cho thì mới nhập làn được. Thì nó xảy ra cái tình huống như thế này. Cái bác xe có cam này thì cũng hơi sân si. Còn cái tình huống thứ hai là cái ông xe Mitsubishi trắng này đi từ cái đầu kia sang thì chịu rồi. Lúc đấy thì chẳng có gì mà bàn cãi nữa rồi. Thế nhưng mà các bác xem cái tình huống này như nào, các bác vào comment bình luận lưu ý kiến cho em nhé. Để xem là như nào đây chứ. Tôi thấy nó bình thường, nói chung là đường nó đông thì các bác thông cảm cho nhau một tí. Dừng lại một tí, đợi nhập làn đi, có cái gì đâu này. Đây, để xem nào. Đường thì cũng đang ách tắc rồi. Chúng ta đợi một xíu để xem như nào. Còn theo tôi thì cái bác xe Mitsu này thì hình như là rẽ từ trong kia ra rồi, rẽ từ cái đường nhánh bên phải này. Thì đợi nhập làn thì nhập thôi đấy. Các bác xe du lịch họ lại một tí cho bác này bác nhập cái nên là đi thôi. Thì sự việc nó có cái gì đâu mà các bác cứ phải. Rồi, tình huống tiếp theo đi, rất đảo. Rồi, chúng ta cùng đến với một tình huống. Vâng, bên phải chúng ta là một chiếc xe con. Vâng, bác ấy đi ấy, giữ khoảng cách bác ơi, đi gần thế làm cái gì? Không nên đi gần thế đâu. Giữ khoảng cách như em đây này, bác đi gần thế. Hỏng rồi. Ui giời, ui. Bình bánh lên là rồi. Vâng, một cái tình huống mà xe kia là xe tải, xe container gì đấy đã chèn ép cái bác này quá. Thế nhưng mà em phải nói thật là cái bác đi xe con này đi cũng non kinh nghiệm quá cơ. Thì đi giúp vào đấy làm cái gì? Xe người ta có điểm mù đấy, các bác lên search xem những cái điểm mù của xe công, xe bắn, xe tải này nhá, các bác search đi. Rồi né nó ra, đợi gì bọn nó né mình. Rồi một tình huống mà các bác có thể rút được kinh nghiệm rất là nhiều. Vâng, và sau đây sẽ đến với phần bình luận và góp ý cho chương trình Ừ Thì Xe. Chúng ta cùng đến với bình luận của bác Đồng Nai 06 Máy Đỉnh. Bác gửi cho chương trình một cái bài thơ đây để đọc cho bạn nghe nhé. An toàn là bạn, tai nạn là thù khắc ghi mãi nhé. Nghe này nói khẽ, mục đích đến đây tuyên truyền điều hay về giao thông đó. Niềm vui đã rõ, học hỏi nhiều điều, phần thưởng bao nhiêu.
chúng tôi vừa nhận lời chào thân mật, mời bạn đang nghe. Úi trời, phải nói là anh em người tí xe bọn này cứ văn thơ mai láng tuần ra cứ như nước chảy mây trôi, tràng giang đại hải. Thật vời luôn, bác Đồng này sáu người mãi thỉnh. Rồi em cảm ơn bác nhá, thay mặt cho anh em cộng đồng người tí xe em cảm ơn bác rất là nhiều. Rồi chúng ta cùng đến với bình luận tiếp theo. Chúng ta cùng đến với bạn ác còng Lư Lê Thi 5319. Ngày nào cũng xem Ừ Thì Xe mà không biết chán, cứ nghe giọng Ừ Thì Xe là cảm thấy vui vui, cười đã quá. Vâng, tuyệt vời. Nói chung là cái kênh YouTube này thì các bạn có thể vào đây bình luận bất cứ những cái thứ gì mà bạn đang gặp phải, từ những chuyện công việc, gia đình, bạn bè này kia, tất cả mọi thứ là một nơi để mọi người có thể trò chuyện với nhau. Và mục đích em tạo ra cái kênh này để mọi người có thể kết nối lại với nhau. Chứ giao thông thì một phần, rồi có những cái tình huống các thứ mình học hỏi thêm được gì thì học hỏi. Quan trọng là bây giờ bộn bề cuộc sống nó áp lực lắm các bác ạ. Thế cho nên là chúng ta phải tìm ra những cái để chúng ta xả stress này. Các bạn có thể vào xem video các thứ, chúng ta có thể trò chuyện với nhau để làm cho cuộc sống nó tươi mới hơn sau những cái giờ làm mệt mỏi. Nói chung là ai đi làm mà chả mệt mỏi các bác nhỉ. Rồi cảm ơn bạn Lê Lê rất là nhiều. Chúng ta cùng đến với bình luận tiếp theo. Này chương trình nhận được khá là nhiều những cái bình luận quan tâm từ bạn bè trên khắp bốn phương cả nước. Rồi chúng ta cùng đến với bạn ác còng Thái Hùng 6868. Lộc Phát. Vâng, bác ấy có bình luận là bố cái ông lồng tiếng cười đáo ruột. Bác cười thì bác phải kiềm chế chứ nè. Bác cười mà, bác mà cười mà phải đau ruột thì em lại mang tội chứ nè. Vâng, thay mặt 500 anh em người thì xe chào mừng bác Thái Hùng 6868 Lộc Phát đã đến với chương trình Người Thì Xe. Chúc bác xem video vui vẻ nhé. Rồi chúng ta cùng đến với bình luận tiếp theo đi. Bạn bác A còng user blue 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 blue. Vâng, tên bác nghe lằng ngoằng quá em không có đọc được. Bác ấy bình luận là clip của em rất hay nhưng em lên tua lại 2 hoặc 3 lần nhé. Vâng, em đã tiếp thu những cái ý kiến của bác và em sẽ chỉnh sửa trong khắc phục trong các video tiếp theo. Vâng, em rất cần những cái ý kiến như thế này để có thể hoàn thiện hơn và cho các bác xem nó được hay ho hơn. Cảm ơn bác rất là nhiều nhé. Rồi chúng ta cùng đến với bình luận tiếp theo. Chỉ nhiều bình luận quá này. Bác A còng Sơn Hua Tân Sơn 732. Chỉ có cách thu hết giấy phép lái xe của những người chạy xe luật, phóng nhanh vượt ẩu thì mới hết. Chỉ có làm như vậy. Vâng, tuyệt vời. Em ủng hộ bác luôn nhé. Thu hết đi. Thu hết bằng đúng không? Đi bố láo lấy thu hết. Thế nhưng mà bác ơi, bây giờ mấy ông lỗi nhỏ nhỏ thì thôi, phạt nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà các bác phạt xong thì các bác phải biết sửa sai nhá. Chứ các bác này, người ta tha cho này, cái thằng kia nó vừa bắt tao thì chịu, em chịu các bác này. Thì người ta tha là phải sửa đổi nhá. Rồi thì bình luận tiếp theo đi. Bạn bác A còng Triều Trần 543. Xem nhiều cảnh mấy bà mấy cô tham gia giao thông thì không ngờ được họ xem ngoài đường là ngôi nhà thứ hai. Cứ như vậy thì ngôi nhà thứ ba là lòng đất đến rất gần. Chúc tất cả anh em Ừ Thì Xe sức khỏe, thành công trong công việc. Vâng, cảm ơn bác Triều Trần rất là nhiều nhé. Nói chung là cái bộ môn tham gia giao thông này là một bộ môn thể thao nguy hiểm. Mà người tham gia giao thông là một nghệ sĩ. Nhiều khi nghệ sĩ cũng gặp phải những cái gì người ta gọi là cái gì nhỉ? Nghề nghiệp cái gì đấy. Sinh nghề thử nghiệp cái gì đấy. Bác Triều Trần nhá, thôi thông cảm đi chứ biết sao giờ. Vâng, cảm ơn bác Triều Trần rất là nhiều. Chúng ta cùng đến với bình luận tiếp theo. Bình luận của bác Tài Huỳnh. Chào Ừ Thì Xe, một ngày xem đi xem lại vẫn thích. Xem tới Tết có quà không? Chúc ông em mãi đỉnh của đỉnh giao thông. Nãy nào nhỉ? Mãi đỉnh của đỉnh giao thông. Cố gắng sáng tác à? Sáng tác chứ. Nhiều bài thơ nữa. Đỉnh mãi đỉnh. Trời ơi bác ơi, hôm trước làm có mấy bài thơ nói xấu vợ thì mà nó quánh cho cần chết. Phải đi tấn trương chỉnh hình mãi về mới làm được video ấy.
Hôm qua nó bắt em đi trồng cây này, nó bảo trồng hết cây xong vào nó cho làm video đấy. Rất đỏ lắm các bác ạ. Vâng, và nhưng mà bác Tài Huỳnh này có những cái lời chúc rất là đẹp. Mà Tết thì thế nào nhỉ bây giờ? Hay là tri ân anh em ở thì xe fan cứng nhỉ? Đến Tết cho mỗi người két bia rồi lái xe cho nó lụa. Rất đỏ lắm bác Tài Huỳnh nhỉ. Rồi. À, vâng, và cái nội dung hay ho nhất thì mình đã trình bày trong ngày hôm nay rồi. Các bác hãy like và đăng ký kênh để xem nhiều những cái video hay ho hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.